Lính bầu Đức sáng cửa sang Hàn Quốc thi đấu. Một đội bóng ở hạng 2 của Hàn Quốc đang đàm phán để có được sự phục vụ của Vũ Văn Thanh trong thời gian tới. Theo nhiều nguồn tin, hậu vệ Vũ Văn Thanh có thể chuyển đến Hàn Quốc để thi đấu ở giải K-League 2 Daejeon Hana Citizen. Cố gắng hoàn tất chuyển nhượng này trước khi giải đấu khởi tranh vào ngày 26 tháng 2. Hậu vệ đội tuyển Việt Nam cũng xác định tinh thần ra nước ngoài thi đấu sau khi hoàn thành 2 trận vòng loại ở World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam gặp Australia vào ngày 27 tháng 1 và Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2. Daejeon Hana Citizen thật sự quan tâm đến cầu thủ sinh năm 1996 của Hoàng Anh Gia Lai. Ngược lại, tiền vệ quê ở Hải Dương muốn lần nữa ra nước ngoài thi đấu để trải nghiệm và thử thách bản thân. Ở mùa giải trước, Daejeon Hana Citizen xếp thứ 3 chung cuộc và lỡ cơ hội thăng hạng khi để thua Gangwon FC ở trận playoff lên hạng. Thú vị thay, Gangwon FC là đội bóng mà Xuân Trường từng có thời gian khoác áo. Theo quy định của K-League 2, mỗi đội bóng được phép đăng ký một ngoại binh Đông Nam Á và Daejeon Hana Citizen ngắm Văn Thanh cho vị trí hậu vệ phải trong đội hình. Nếu thương vụ giữa Hoàng Anh Gia Lai và Daejeon Hana Citizen được hoàn thành, Văn Thanh sẽ là cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thứ 4 ra nước ngoài thi đấu. Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng đã có cơ hội thi đấu tại các đội bóng nước ngoài trước đây. Tín hiệu tích cực để thương vụ này có thể thành công là việc Văn Thanh sẵn sàng xuất ngoại để thử thách bản thân mình. Ngoài ra, K-League 2 cho phép các đội bóng chiêu mộ ngoại binh đến từ Đông Nam Á. Được biết, Văn Thanh cũng nhận được hậu thuẫn của bầu Đức trong việc cho phép các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sang nước ngoài chơi bóng. Vấn đề có lẽ nằm ở việc huấn luyện viên Kia Tisak có đồng ý để Văn Thanh sang nước ngoài chơi bóng.